Đây là những cái nấm đi xanh loại to, rất đặc biệt, mới gom từ mấy hôm nay. Nấm rừng tự nhiên còn dính vỏ gỗ, bụi đất, gốc còn dính đất, rất chắc chắn và cứng cáp. Nước cứu và mùi vị rất là thơm. Đây là sâm ngọc linh, sâm tự nhiên, sâm núi ở Quảng Nam. Đây là tờ hướng dẫn sử dụng, giới thiệu về nấm linh xanh của công ty nấm Linh Chi Quảng Nam. Quý vị khách hàng có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại này để được tư vấn và đặt nấm.